Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Và hôm nay thì em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Veloz thời điểm cuối năm 2023. Và hiện tại thì đang có những ưu đãi gì, em xin phép cập nhật cho anh chị. Và trong khi cập nhật về giá bán thì em sẽ giới thiệu cho anh chị và quay một vòng ngoại thất của chiếc xe Toyota Veloz. Thì chiếc xe Toyota Veloz đang được giảm 50% thuế trước bạ từ nhà nước, và bây giờ hiện tại thì đang được nhà máy hỗ trợ thêm 50% nữa, nên là chiếc xe này hiện tại đang được hỗ trợ đến 100% thuế trước bạ, và ngoài ra còn được đại lý hỗ trợ thêm một phần tiền mặt cũng như là các phần quà. Thì cụ thể như sau, phiên bản Veloz tiêu chuẩn thì có giá niêm yết cho phiên bản này là 658 triệu, và thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm rất là sâu, giảm đến 48 triệu tiền mặt cho anh chị. Thì đăng ký xong xuôi các thứ nó còn rẻ hơn so với giá niêm yết là 10 triệu. Và cụ thể ở đây là 648 triệu là anh chị có thể lăn bánh chiếc xe Toyota Veloz này rồi. Một cái giá quá hợp lý từ lúc Veloz ra mắt, bởi vì là bên em đang cố gắng giữ thị phần cho cái dòng xe PMEV ở thời điểm hiện tại, cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe đối thủ. Và nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì anh chị chỉ còn chuẩn bị giúp em số tiền là 167 triệu là anh chị sẽ mang chiếc xe Toyota Veloz phiên bản tiêu chuẩn về rồi. Phiên bản thứ hai, phiên bản cao cấp, phiên bản Veloz Top thì có giá niêm yết là 698 triệu. Và thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm cũng rất là sâu, giảm đến 53 triệu tiền mặt, mà đăng ký xong xuôi thì chỉ còn là 685 triệu là lăn bánh rồi. Như anh chị thấy là đăng ký xong xuôi còn rẻ hơn cả giá niêm yết đến vài triệu, gần chục triệu đồng. Và quan trọng là đầy đủ hết cả phụ kiện rồi. Và nếu anh chị nào quan tâm đến cái trả góp với phiên bản cao cấp này thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền là 178 triệu là để lăn bánh xe thôi. Và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Veloz, và bây giờ em sẽ giới thiệu sâu hơn về nổ ngoại thất chiếc xe này cho anh chị. Và trước mắt chúng ta đây là phiên bản tiêu chuẩn cho dòng xe Veloz, nhưng mà chiếc xe Veloz này thì cái ngoại thất của hai phiên bản gần như là giống nhau, nó chỉ khác nhau một chút về thứ nhất là mặt ngoại thất thì có phần la răng của phiên bản tiêu chuẩn này sẽ nhỏ hơn 1 inch so với phiên bản cao cấp, còn ở phần đuôi xe hay phần hông xe thì nó như nhau thôi. Còn cái nếu anh chị quan tâm đến mức tiêu thụ nhiên liệu thì chiếc xe này nó chỉ rơi vào khoảng 6 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Và bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị sâu hơn về mặt nội thất xe. Nội thất của hai phiên bản thì cũng đa số là giống nhau, cũng không khác gì đâu. Và động cơ khung cảm hộp số thì là giống nhau rồi. Màn hình thì cũng tương tự, khác một chút nhưng cũng tương tự. Đều có cảnh báo điểm mù trên gương nếu có phương tiện cá nhân phải sau khi lùi. Và một cái khác biệt lớn nhất để anh chị quyết định có lên lấy phiên bản cao cấp hay phiên bản tiêu chuẩn thì theo em là nếu đối với những anh chị lấy xe lần đầu và mình lái vẫn đang còn yếu thì mình nên lấy phiên bản cao cấp, bởi vì phiên bản cao cấp sẽ hơn phiên bản tiêu chuẩn là K360, hơn bộ tính năng Toyota Safety Sense, bộ tính năng hỗ trợ lái, cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ phanh, đèn pha thích ứng. Thì đó là những cái công nghệ hỗ trợ cho anh chị để anh chị lái xe. Còn đối với những anh chị mà đã lái xe lâu năm rồi, mình đã quá quen thuộc với xe rồi thì có thể là nếu mà mình cần tiết kiệm về tài chính thì mình sẽ lấy phiên bản này. Nội ngoại thất gần như là giống nhau, nó chỉ khác nhau một chút thôi, không đáng kể. Và mình sẽ tiết kiệm được khoảng tầm 4 đến 50 triệu đồng so với mình lấy phiên bản cao cấp. Thì đổi lại thì vẫn có động cơ khung gầm như vậy, vẫn có hộp số tự động vô cấp, vừa có phanh tay điện tử sạc không dây như nhau, điều hòa tự động cũng như nhau, màn hình cũng lớn, cũng rất là lớn, chức năng như nhau. Vậy và đặc biệt là chiếc xe này nếu mà anh chị mua để phục vụ gia đình hay là khách ấy, thì hàng ghế thứ hai của xe thì có thể hạ theo cái dạng là ghế sofa, rất là tiện lợi anh chị nghỉ ngơi trên xe luôn. Vâng, và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán cũng như là phân tích cho anh chị một chút để lựa chọn dòng xe nó phù hợp hơn với cả nhu cầu của anh chị. Nếu chị em cần em tư vấn sâu hơn về các cái vấn đề về xe hoặc là muốn mua xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình. Vui lòng hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.